nhóm Thân Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Lời nói đầu tiên thì cho con xin gửi lời xin lỗi đến Mạnh Thường Quân, các cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm trước thì do con trình bày chưa có rõ về vấn đề xe cấp cứu, thì hôm nay xin phép cô chú, anh chị và các bạn cho con phép con được trình bày rõ hơn. Thì hiện tại xe cấp cứu mà mấy chị em con quay hôm trước ở trạm y tế do là không có chỗ phương tiện để đậu xe cho nên rất là khó khăn trong việc đậu. Thì hôm nay con muốn nói về cái vấn đề xe cấp cứu, xe chuyển viện miễn phí. Ở đây họ để dòng chữ là Bình Thạnh, huyện Châu Thành của An Giang. Là xe này là chuyển bệnh miễn phí hoàn toàn cho bà con ở xã Bình Thạnh. Dạ. Cho nên là xe này là xe thuộc về của tư nhân. Cho nên là khi mà chuyển bệnh nhân đi những lúc ốm đau bệnh tật thì hoàn toàn là miễn phí cho người dân ở xã Bình Thạnh hết. Hôm nay thì để hiểu rõ sâu xa hơn về vấn đề xe cấp cứu một lần nữa thì con có mời anh Tường là cái người nông dân đứng ra để quyên góp số tiền từ những bà con ở xã Bình Thạnh nha. Dạ, xin mời. Anh Tường ơi. Dạ, em chào anh Tường nha. Anh Tường đang lau xe hả? Dạ. Lau xe. Dạ. Dạ, có gì? Dạ rồi, mình ra đây nha. Dạ. Dạ, hôm trước thì... em vấn đề về xe cấp cứu thì em chưa có rõ nhiều lắm, thì hôm nay xin phép anh Tường á, anh Tường là vận lúc cái xe cấp cứu này là do bên anh Tường quản lý, thì anh có thể trình bày rõ hơn cho cô chú anh chị và các bạn biết được không anh ha? Cái lúc trước là anh ở bên quê anh là Mỹ Hội Đông, xã Mỹ Hội Đông, chợ mới An Giang, mà do qua bên đây về bên vợ đó. Dạ. Thì thấy cái bên Cồn này không có, bên xã Bình Thạnh mình không có xe để chuyển bệnh đó, rồi anh mới liên hệ với mấy chú ban điều hành bên xã Mỹ Đông. Dạ. Mấy chú đang sắm xe mới rồi mấy chú bỏ ra chiếc xe cũ này. Dạ. Rồi anh xin mấy chú ở bển mà không cho được chiếc xe này về đem về bên Cồn. Dạ. Để chạy phục vụ miễn phí cho bà con. Dạ. Rồi anh chạy cũng từ đó đến giờ cũng được qua, nhờ nó mới được qua cơn đại dịch chuyến này. Dạ. Dạ. Tình hình dịch bệnh của mình thì cũng rất xảy ra nhiều anh. Dạ, cũng nhiều, chở cũng nhiều, nó chạy hết công sức luôn. Dạ. Bây giờ nó đang xuống dốc rồi. Dạ, bây giờ anh có thể mở ra cho em xem cái thực trạng của chiếc xe hiện tại nha anh. Dạ. À, đây là phần sau của chiếc xe. Thì lúc mà anh Tường chở những bệnh nhân COVID đi vô bệnh viện điều trị đó, thì anh thấy cả về chiếc xe này như thế nào? Xe này thì nó loại xe bán tải đó, nó dòng dữ lắm. Dạ. Bởi vì bà con đi cũng hơi mệt lắm. Dạ. Đi rồi bây giờ nó sườn gì nó xuống cấp nó một. Dạ. Tại nó còn có 2 năm đời nó hết hạn sử dụng. Dạ. Tại cái này là bên Mỹ Hội Đông, bên quê nhà của anh á, là mua xe mới. Mua xe mới rồi anh xin xe cũ về đây chạy. Dạ. Đỡ. Dạ. Chứ bên đây thì xã nghèo mà, đâu có. Rồi, ở phía trước thì hệ thống máy hiện tại thì ra sao hết anh Tường? Dạ. Máy cũng nó cũng rơ theo thời gian. Dạ. Thường là chỉ có anh Tường với lại anh Đức là anh chạy thôi anh Tường. Anh với anh Đức là hai tài xế chính. Xe thì nó quá cũ kỹ rồi, nó mục nát hết rồi. Gỉ sét nữa. Dạ. Rè cái máy hả anh? Rè. Dạ. Bên đây thì mấy cái phần này nó bị gỉ sét hết rồi, da thì nó cũng dợp hết trơn luôn cái phần xe. Nó theo cái chu kỳ của nó. Dạ. Là hết hạn sử dụng rồi. Dạ rồi. Đi theo luôn. Hình anh đắt đi nha anh, mình đi ra phía trước nha. Hệ thống ở phía trước thì xe nhìn nó bề ngoài thì các cô chú anh chị xem thì cũng đã gỉ sét hết trơn rồi. Tại vì cái này người ta mua xe mới thì xe cũ người ta sử dụng người ta cho lại mình. Nay những cái phần nứt rạn nứt hết trơn luôn rồi. Mấy cái màu sơn là anh ơi. Dạ. Xe nó này cũng chạy vô cái cổng của trường cấp 2 và nó cái nó hơi hẹp rồi nó hơi bị cọ. Là nó bị thun vô, nó luôn thun nó móp vô. Dạ. Cọ với cái cổng. Dạ. Thì hôm trước thì cũng nghe anh Tường chia sẻ là người dân xã Bình Thạnh mình cũng rất là mong muốn có một cái chiếc xe cấp cứu. Dạ. Cho nó ngon thì ngon. Hôm gài là gì anh Tường có lập danh sách như thế nào rồi? Có vận động bà. Dạ. Con trong xã nè cũng được 300. Dạ, mình qua đây ha.
300 ngang trước hơn hơn 300 rồi. Dạ. Qua đó thì vậy. Ở đây nó mát. Dạ. Mình đứng đây với cả em với cổng đi anh Tường, ở đây nè. Anh Tường qua đây đi. Dạ. Cái này là tự cái anh với trong mấy chú cái hội từ thiện đó. Dạ. Thì đi mỗi người ít gom lại. Dạ, danh sách này là danh sách là người ta đem đến anh luôn hay sao anh Tường? Không, mình đi từng nhà từng nhà mà không có đi giáp hết, đi mối thôi. Dạ. Đi mấy mối. Danh sách này là danh sách của ấp nào, ấp nào anh? Dạ, có thể cho em biết được không? Ấp này là ấp Thạnh Phú. Dạ rồi. Ấp này ấp Thạnh Phú. Ừ. Còn ấp nào nữa anh? Ấp Thạnh Hòa nữa. Dạ. Cái này Thạnh Hưng. Dạ, ấp này ấp Thạnh Hưng. Hưng. Dạ. Dạ. Rồi, cái này ngoài cái bà con ngoài xã. Dạ, ủng hộ. À, ủng dạ. hộ. Còn phía trước là phía cái trước ấp là này ấp mình Thạnh Hòa. Dạ. Cái này ấp Thạnh Hòa. À, nói chung từng ấp ở xã mình đều được dạ. các cô chú có. Quan tâm và ủng dạ, hộ hết ủng đúng hộ. Không anh? Dạ. Dạ rồi thì bây giờ anh có thể cho em biết là tổng số tiền mà bà con ở xã Bình Thạnh mình ủng hộ là bao nhiêu rồi anh? À, bây giờ hiện nay chắc cũng được 300 dạ. hơn 300 chút đỉnh. Hơn 300. À. À, vậy hôm trước thì em có nghe trình bày là mình muốn mua một chiếc xe cấp cứu mới hoàn toàn à. Nhưng mà số tiền thì nó khá là lớn. Dạ, tầm khoảng là 780 triệu một chiếc xe. Dạ. Nhưng bây giờ thì trên tinh thần là mình đã vận động được bà con ở xã là 300 hơn. Dạ. Em nghĩ là chắc tầm khoảng 310 ha. Dạ, 310 dạ. triệu chắc, rồi. Chắc cỡ đó. Dạ. dạ. Thì còn lại là 470 triệu nữa. Dạ. dạ. Đúng không anh Tường? Dạ. Đúng rồi. Dạ. Tại đợt này do dịch bệnh đó thì giá hoa màu nó cũng thấp, nó cũng không có im lắm, mà bà con cũng ủng hộ hơi ít. Dạ. dạ. Tại vì do cái dịch bệnh dịch Covid bệnh rồi do ruộng cái gãy của mình gãy đem ra thị trường bán không dạ. được nữa. Dạ, không được dạ. nữa. Giá lại thấp. Nên là bà con cũng khó khăn trong mùa này dạ. Như vậy mà đã ủng hộ cho mình 310 triệu thì cũng rất là quý cũng, rồi đó cũng, anh cũng dạ. là nhiều lắm rồi dạ. cũng rất là mong muốn rồi dạ. cũng đâu cả chầm ngoài dạ. rồi không dạ. biết là lúc anh đi vận động thì cái niềm vui của bà con khi mà được quyên góp vô cái xe cấp cứu này thì cảm nhận của bà con mình ở đây sao thì, anh bà con nó nghe nói mua xe mới thì bà con cũng yên tâm lắm, nơi là xe mới là sẽ chạy ngon hơn xe này quá cũ rồi dạ. rồi nó vòng chạy nó vòng cái dạ. người bệnh nó cũng mệt nữa dạ. mệt cái xe này thì không có trang thiết bị là đầy đủ như máy lạnh rồi đó dạ. nó cũ rồi tàn quạt gió không đó nó hầm dữ lắm, đi buổi trưa là nó hầm vô cùng dạ. Nhưng mà lúc trước thì tại sao lý do sao mà xe mình lại dựng ở tại trạm y tế anh Tường ha? Tại cái đó gửi chỗ đó nó rộng rãi rồi nó đầy đủ cũng như chỗ đó ai chạy thì nhảy lên chạy được. Dạ. Cũng như tài xế nào cũng vẫn chạy được. Dạ. À, vì lý do đó chứ không phải là hiện dạ, tại là mình chưa có đồ chỗ để dựng sao? Từ thiện miễn phí là cứ việc ai có cần là nhảy lên chạy chứ không nhất thiết phải anh. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình mua xe mới thì phải có người quản lý anh, đứng ra để dạ, quản lý đúng và rồi. Bảo trì thì, xe. Mấy chú thì cũng kêu anh đứng ra quản lý xe thì mấy chú ủng hộ sau lưng. Dạ. Là anh làm tài xế, hiện dạ. là anh làm tài xế. Dạ, nhưng mà xe hoàn toàn miễn phí rồi thì em biết rất là tốt cho người dân ở xã Bình Thạnh rồi. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng có một phần chi phí giống như là xăng dạ. hoặc là dầu tùy theo xe. Chi phí thì trong hội anh được mười mấy thành viên đó là mỗi tháng cứ ngựng trăm hùng lại chứ đặng làm cái quỹ đặng tiếp tiền xăng cho xe. Dạ. Rồi sửa chữa này kia đăng kiểm rồi đó. Dạ. Rồi bà con thì chạy mình giàu nghèo gì cũng miễn phí hết. Dạ. Chứ mình không được lấy tiền người bệnh. Dạ như vậy cũng rất là vui rồi, được như những người như anh Tường và người trong hội giúp đỡ cho bà con ở xã Hoàn Thạnh gì thì rất là vui, rất là hạnh phúc rồi. Dạ. Thì em hy vọng thì trong tương lai mình sẽ được quyên góp đủ cái số tiền và mau chóng được dạ. Những cái chiếc xe cấp cứu mới, trang bị những cái thuốc, những cái bình oxy hoặc là mới mẻ để cho bà con lúc mà đi điều trị bệnh đó thì thoải mái hơn. Thoải mái. Dạ. Hôm trước thì bà con cũng chia sẻ với em cũng rất là nhiều. Ở video trước thì chú cũng đi lên xe này, chú nói là một câu rất là cảm động. Chú nói chưa chết vì bệnh Covid mà đã chết về lên xe cấp cứu rồi. Dạ, mệt. Dạ. 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 Hôm nay cũng có một cô lúc trước đi
được đi vào cái mắc bệnh Covid đó. Thì chị cũng thấy mình làm chương trình thì chị cũng rất là muốn tâm sự cái lời của chị về chiếc xe. Cảm nghĩ đi trên xe này. Dạ. Chứ anh ngồi trước không anh đâu có biết cảm nghĩ về sau. Nhưng mà cảm nhận ở lúc trước thì đi thì chắc cũng lại có rất là nóng anh Từng hả? Nóng hầm lắm. Dạ. Hai cô này cũng đã từng lên xe cấp cứu rồi cũng dạ. Bệnh nhân F0. Dạ. Chào chị. Chào chị. Dạ, mình qua đây nha. Dạ. Dạ. Hôm nay thì em với anh Tường với lại Hồng Cẩm là muốn bà con mình vận động để có một số tiền để mình mua một chiếc xe cấp cứu mới. Thì hôm trước cũng được biết chị là mắc bệnh Covid, phải nhờ bên phía anh Tường là chuyển mình vào trong cái khu điều trị. Thì không biết trong lúc đi và vận chuyển mình vô trong bệnh viện đó thì không biết cảm nhận khi mà chị lên chiếc xe như thế nào hả chị? Chiếc xe này thì nó cũng quá tải à. Đi nó gập ghềnh với cái ghế rồi nó yếu dữ lắm rồi. Và cũng nhờ Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước tiếp giúp giùm. Giờ thấy ghẹo hết trơn rồi. Đi tôi ngồi tôi xả gớt xuống luôn rồi. Ngồi nè, đi xuống đò là nó ghẹo xuống. Ngồi chỗ nào? Nó ghẹo lên này nè. Trời xuống, trời lên. Trời xuống rồi đi xả. Dạ. Hôm trước thì mình ngồi như thế nào ha? Hai chị có thể lên ngồi lại cho em xem được không ha chị ha? Dạ. Ngồi đây nè. Nè, hôm trước ra đây về ngồi đây nè. Ngồi hen cái miếng này nè, dân xuống dân lên hoài. Mà cái cửa này nè thì ba trời bây học hoài sợ nó gớt mình ra luôn. Sợ gớt ra không á. Sợ dân cái không nè. Rồi hôm trước thì chị ngồi chỗ nào? Chị ngồi đây. Chị ngồi chỗ này. Chị ngồi đây. Trước thì sao? Vậy trước vậy sao? Dạ. Rồi cảm ơn hai chị rất là nhiều nha. Dạ. Xe này tải lắm rồi nha. Dạ. Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Hôm nay thì được sự chia sẻ và nói lên cảm nghĩ của bà con ở xã Bình Thạnh thì rất là vui luôn. Thì con mong muốn thì được các cô chú Mạnh Thường Quân quan tâm và yêu thương đến bà con ở xã Bình Thạnh. Khi xem video này thì con cũng xin chân thành cảm ơn. Chúc các cô chú, anh chị và các Mạnh Thường Quân luôn dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Dạ, thân chào. Chào, xin chào. Bye bye.